Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến Beer Đôi Thổi Mình. Ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà John Varvatos, nó có tên là Artisan Pure. Đây là chai nước hoa dành cho mùa hè và như thường lệ thì mình sẽ nói lên những quan điểm cá nhân của mình về mình thích và mình không thích về mùi chai nước hoa này. Ok, let's go. Trước khi mình nói những điểm mình thích về chai nước hoa này thì chúng ta sẽ nói qua một chút về mùi hương của nó. Đây là một chai nước hoa thuần mùi citrus. Với cái cá nhân của mình, khi mà cảm giác ban đầu lúc mới xịt đó là cái mùi hương quả quýt hơi nồng và thơm. Và sau khoảng 20 phút thì nó làm mình liên tưởng đến một cái cảm giác khi mà chúng ta vào một khu vườn cam và chúng ta hái những quả cam xuống, thì cái vị thơm và hơi se se từ những cái cuống quả cam nó tỏa ra là mình nhớ đến cái mùi hương chai nước hoa này. Do đó, để nói chốt lại mùi hương, đây là cái mùi hương thuần mùi cam quýt rất là thơm và thoang thoảng trên da và rất thích hợp dùng cho mùa hè. Đó, đấy là cái đánh giá của mình về mùi hương chai nước hoa này. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là nó xứng đáng được xếp vào một trong những chai citrus thuộc vào loại best, top best citrus dành cho mùa hè. Mình không dám nói nó là số 1, mình không dám nói nó là số 2. Thế nhưng nếu như top những chai citrus dành cho mùa hè thì chắc chắn phải có chai nước hoa của nhà John Varvatos. Thực tế mà nói thì mình cũng đã được ngửi syrup, được ngửi Lolabo. Thế nhưng nó không cho mình đem lại nhiều cái cảm giác, có nghĩa là nó cũng hay, nó cũng đẹp, thế nhưng nó không phải là một cái gì nó quá là đột phá. Mà còn đối với chai nước hoa này, với cái mức giá mình phải bỏ ra thì thực sự mà nói mình đánh giá nó rất là cao, bởi vì cái cách nhuần nhuyễn mùi trong cách blend mùi của nó rất là nhuyễn và không thể tin nổi. Đây là một với một mức giá mà thấp hơn rất nhiều những chai nước hoa đắt tiền và một cách làm mùi rất là nhuyễn, gần như chúng ta không cảm thấy một cách gì đó nó hơi bị thô, nó hơi bị thô ráp khi mà có những cái bước chuyển mùi mà rất là nhuyễn mùi, rất là nhẹ nhàng. Và đấy là một cái điểm mình đánh giá rất là cao ở chai nước hoa này. Đó, đấy là điểm đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này. Điểm thứ hai mình thích đó là nó là một trong những chai rất là thích hợp dành cho môi trường office. Đó, anh em nào mới đi làm và sợ là xịt những cái mùi hương mà gây ảnh hưởng đến mọi người trong mùa hè thì John Varvatos Artisan Pure này rất là thích hợp. Cái nữa là nó, các chị em nào nếu yêu thích một cái mùi hương trái cây nhẹ nhàng thì hoàn toàn có thể sử dụng được chai nước hoa này. Mặc dù nó là một chai nước hoa dành cho nam giới, thế nhưng các bạn nữ giới hoàn toàn có thể sử dụng được nó, bởi vì mùi hương này rất nhẹ nhàng, rất là, nói chung là mềm mại, không có một cái gì đó là thô ráp, không có một cái gì đó là nam tính. Đó, thì các chị em nào mà thích cái mùi hương nhẹ nhàng của trái cây thì có thể sử dụng chai nước hoa này. Đó, đấy là cái điểm thứ hai mình thích. Tổng kết lại hai điểm mình thích ở chai nước hoa này, đó là điều đầu tiên mình rất đánh giá rất là cao với cái mức giá mà bỏ ra để sở hữu chai nước hoa này, nhưng cái cách blend mùi của nó, cái cách làm mùi của nó rất là xuất sắc, rất là tốt. Tất nhiên là so với những chai nước hoa đắt tiền thì có thể là nó sẽ bị kém hơn ở một vài khía cạnh, thế nhưng chúng ta phải hiểu rõ đó là cái số tiền chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu chai nước hoa này so với những chai nước hoa đắt đỏ thì tất nhiên nó sẽ phải có những cái nó sẽ bị kém hơn. Thế nhưng tự chung lại, mình đánh giá rất là cao chai nước hoa này về cách làm mùi. Và cái thứ hai, đây là một trong những best cho office dùng trong mùa hè và hoàn toàn có thể là một mùi hương unisex. Đó, đấy là hai cái điểm mình thích ở chai nước hoa này. Vậy đâu là điểm mình không thích ở chai nước hoa này? Thực tế mà nói thì mình cũng không có quá nhiều điểm chê bai về mùi hương của nó. Thế nhưng bởi vì nó là một cái chai thuần mùi citrus trái cây, cho nên sẽ có một số điểm các anh em cần phải lưu ý nếu như quyết định mua. Điều đầu tiên đó là tính chất da. Như mình đã nói, đây là một chai nước hoa mùi cam quýt, cho nên là khi mà mùi hương bám trên da, nếu như các anh em da mồ hôi, da khô thì cái hiệu năng của nó sẽ rất là kém. Do đó chúng ta cần phải biết là nếu như ai mà da khô hoặc da nhiều mồ hôi thì cũng nên suy nghĩ trước khi sử dụng chai nước hoa này. Điểm thứ hai đó là hiệu năng của nó. Kể cả khi các anh em sử dụng da mà hợp với mùi hương này thì chúng ta phải nên xác định rõ đây là cái mùi hương có thể bám trên da các anh em rất là lâu, ví dụ như trên da của mình thậm chí có thể được 8 đến 9 tiếng. Thế nhưng cái hiệu năng tỏa mùi của nó thì nó chỉ hơi thoang thoảng và chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng là nó gần như là nó bám trên da mà thôi, chứ còn tỏa thì là không có. Do vậy nếu như các anh em nào yêu thích một cái mùi hương mà có hiệu năng tốt thì cũng nên cân nhắc trước khi mua chai nước hoa này, bởi vì như mình đã nói, về bám thì nó có thể rất là lâu, thế nhưng về tỏa nó thì 2 tiếng là đã gọi là xuất sắc rồi. Đấy là với cái trên da của mình. Mình không biết là da các anh em thì sẽ như thế nào, nhưng đây là mình lưu ý mà thôi. Đó. Điểm thứ ba đó là môi trường sử dụng. Nếu như các em di chuyển một quãng đường dài thì chúng ta phải nên cân nhắc xịt nhiều lần hoặc mang theo chai chiết để có thể đảm bảo được cái hiệu năng của mùi hương còn lại. Nếu như mà chúng ta đi
một quãng đường quá dài mà đòi hỏi chai nước hoa này nó tỏa và mạnh mẽ ào ào thì rất là khó, mình nghĩ là gần như không thể. Đó, đấy là ba điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trước khi sử dụng chai nước hoa này. Tổng kết lại, chai nước hoa này có đáng mua hay không thì với quan điểm của mình, đây là một chai nước hoa rất là đáng mua. Nhưng bởi vì nó là mùi hương thuần citrus trái cây thì các anh em cũng phải có một số điểm lưu ý như mình đã vừa nói ở trên để có thể sử dụng được trọn vẹn mùi hương chai nước hoa này. Đó, còn lại nó rất là đáng mua để sử dụng. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ anh em những cái quan điểm cá nhân của mình về chai nước hoa John Valvatos Artisan Tour. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì mọi người subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.